Chà, mỗi buổi sáng, 8,5 triệu người thức dậy tại thành phố New York. Nhưng nơi đây không chỉ thuộc về con người. New York còn là một thành phố của loài kiến. Nơi này có 17 tỷ con kiến đang sinh sống. Chúng trú ngụ trong nhà, ẩn mình trong đám cỏ, bò dưới những lớp nhựa đường và treo trên cây. Nếu chưa đều thì mỗi người dân New York tương ứng với một hộp giày đựng đầy những con kiến. Kiến thành phố may mắn hơn anh em họ sống trong rừng của chúng. Chúng chẳng cần đi kiếm thức ăn, cả triệu người vứt đi hàng tấn vụn hot dog, pizza và cà phê phin. Những con côn trùng ấy chỉ cần chờ tới giờ nghỉ trưa của một tòa nhà văn phòng nào đó, rồi chúng sẽ tụ tập quanh các băng ghế tại công viên hoặc bàn trong quán cà phê. Có rất nhiều thức ăn đang chờ chúng ở đó. Hơn 1 tỷ, đó là số lượng kiến đang bò trên những con phố và công viên ở Manhattan. Và trong đại dương kiến ấy, các nhà khoa học đã phát hiện ra những sinh vật nhỏ xíu màu nâu đỏ. Loài này không giống bất cứ giống kiến nào trong 13.000 loài mà khoa học đã biết đến. Chúng độc nhất và chỉ sống tại Manhattan. Vương quốc của chúng nằm giữa đường số 63 và 76. Các nhà khoa học không biết kiến Manhattan đã tiến hóa tách biệt như vậy trong bao lâu. Chúng đến Mỹ nhờ những con tàu từ châu Âu và bị tách biệt khỏi phần còn lại của cơ sở hạ tầng thành phố này. Nhưng tại sao phải đi nơi khác nếu đã có đủ thức ăn cơ chứ? Kiến Manhattan rất thích đồ ăn nhanh, nhất là siro bắp. Bởi chế độ ăn ấy mà hàm lượng carbon trong cơ thể chúng nhiều hơn những giống kiến khác. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề đối với kiến. Carbon giúp kiến Manhattan thích nghi với thời tiết khô và ấm của thành phố bê tông này. Khoảng 20% diện tích thành phố New York là công viên và không gian xanh. Đó là những nơi có chuột chân trắng sống. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng chuột sống ở New York đã tiến hóa. Chúng khác với chuột sống tại nông thôn. Những thay đổi này mang tính di truyền. Nguyên nhân là do loài gặm nhấm chân trắng này đã và đang ăn rác thải thực phẩm của con người. Ví dụ như chuột ở New York cần gan to hơn để xử lý axit béo từ thức ăn nhanh. Công viên trung tâm ở New York có diện tích gần gấp đôi công quốc Monaco. Có một loài rết độc nhất vô nhị chỉ sống ở khu vực xanh tốt này. Sinh vật có tên là rết lùn Hoffman, lớn chưa đến 1 cm. Chúng sống trong đống cây khô và chạy bằng 41 cặp chân. Loài giáp xác có kích thước chỉ hơn 8 mm này được gọi là Socorro chân đều. Nó là một trong những loài động vật hiếm nhất trên hành tinh. Sinh vật này chỉ có thể được tìm thấy ở một suối nước nóng nhỏ gần Socorro, New Mexico. Loài chân đều sống trong vùng nước ấm khoảng 32 độ C, có một lớp tảo bao phủ. Đây là những điều kiện lý tưởng đối với loài vật này. Để đến được hang động Moville, bạn phải tụt xuống lòng đất 20 mét với dây thừng, đó là tương đương chiều cao của một tòa nhà 4 tầng. Sau đó, bạn phải bò qua các lối hẹp và bơi dọc theo một con kênh nước lạnh. Ánh nắng không thể lọt vào hang động, không khí bị nhiễm độc bởi hơi ammoniac và hydrosulfur. Địa điểm khắc nghiệt này đã bị cô lập với thế giới bên ngoài trong vòng 5,5 triệu năm. Một hệ sinh thái khác thường đã hình thành trong bầu không khí độc hại này. Trong số các loài vật sống ở đó, có 33 loài cuốn chiếu, bọ cạp, nhện và đỉa không thể được tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên trái đất. Phần lớn các sinh vật này bị mù và không có màu. Chà, sao phải cần mắt và ngụy trang nếu bạn sống ở một nơi tối om chứ? Anh chàng ngầu nhất tại Moville là rết độc. Các nhà khoa học đã đặt biệt danh cho loài này là vua của hang động. Chúng có kích thước chưa tới 5 cm, nhưng trong thế giới này nó là kẻ khổng lồ. Kỳ rông mù có lẽ sẽ rất vui khi được làm bạn với các loài động vật kỳ lạ từ Moville. Tuy nhiên, những con quái vật nhỏ bé này bị ngăn cách bởi đại dương và sống cách nhau đến hàng nghìn dặm. Hang động Moville nằm ở Romania, trong khi kỳ rông mù chỉ sống ở Texas. Nhà của chúng là một thủy vực ngầm ở khu vực San Marcos. Những con kỳ nhông này dài khoảng 13 cm. Cái tên đã thể hiện rõ ràng loài vật này bị mù. Nó có mắt, nhưng đôi mắt ấy khá vô dụng. Tuy nhiên, điều đó không ngăn kỳ rông trở thành một tay săn ốc tôm cừ khôi. Nó phát hiện các loài thú khác bằng cách cảm nhận sóng dưới nước mà chúng tạo ra khi di chuyển. Mèo rừng Scotland sống ở phía bắc Scotland. Loài này khác mấy chú mèo nhà thích nằm ươn trên sofa. Chúng là những tay săn siêu đẳng. Sinh vật này lớn hơn một con mèo trung bình 25%. Nó lực lưỡng và có chân dài. Đuôi của mèo rừng ngắn và nhiều lông với các vằn tròn màu đen cùng đỉnh đuôi cũng màu đen.
quokka được mệnh danh là loài động vật hạnh phúc nhất thế giới. Cứ nhìn nụ cười của nó mà xem. Loài vật rậm lông này có vẻ luôn sẵn sàng cho một buổi chụp hình. Quokka chỉ được tìm thấy ở Australia với khoảng 10.000 con sống trên đảo Rosnet cùng một vài địa điểm khác. Nụ cười dễ thương của sinh vật này chính là một đặc điểm tiến hóa. Miệng mở giúp nó thở và điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Nhân tiện, nếu bạn cho quokka ăn, bạn sẽ phải nộp phạt hơn $200. Bé con này vẫn cảm thấy thoải mái, ngay cả khi bạn đặt nó lên ngón tay út của bạn. Loài vật này chỉ sống trên đảo Madagascar. Các nhà khoa học chỉ tìm thấy hai con bò sát nhỏ, một con đực và một con cái. Các nhà nghiên cứu đặt tên cho tắc kè hoa nano là Brookesia nana. Lý do loài này có kích cỡ nhỏ hơn một hạt hướng dương vẫn là một bí ẩn. Loài vật tiếp theo trong danh sách cũng chỉ sống ở Madagascar. Người dân địa phương gọi sinh vật này là Ai-Ai. Loài vượn cáo kỳ lạ này dành phần lớn cuộc đời trên cây và sống về đêm. Có lẽ vì thế mà trông nó thật mệt mỏi. Mặc dù là vượn cáo, nhưng răng của Ai-Ai giống với răng của loài gặm nhấm. Móng vuốt của nó giống móng vuốt của con lười và cơ thể thì giống của khỉ. Các ngón tay và ngón chân của loài này trông cực kỳ đáng sợ, dài và mỏng với móng vuốt nhọn. Đây là một con hươu cao cổ với chiếc cổ dài đặc trưng của mình. Một con ngựa vằn đang gặm cỏ gần đó. Các sọc đen và trắng trên cơ thể giúp con vật phản chiếu ánh nắng vào ban ngày và giữ ấm vào ban đêm. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn kết hợp hai con vật này lại nhỉ? Không cần đâu, vì thiên nhiên đã làm chuyện này thay bạn rồi. Okapi trông giống hươu cao cổ nhưng sở hữu cái cổ ngắn, mình ngựa và các sọc của ngựa vằn ở chân. Okapi có một cái lưỡi dài. Con đực có hai chiếc sừng hươu cao cổ nhỏ trên đầu. Bạn chỉ có thể gặp sinh vật khác thường này trong rừng mưa nhiệt đới ở châu Phi. Nếu sau này muốn đi du lịch châu Phi, bạn phải ghé thăm cao nguyên Ethiopia nhé. Đó là nơi bạn có thể nhìn thấy những con khỉ Gelada độc đáo. Và không, tên của chúng không được đặt theo món kem gelato đến từ Ý đâu. Vì vậy, đừng nhầm lẫn nhé. Những con đực trông giống ngôi sao nhạc rock đến từ thập niên 70. Chúng sáng sủa và có quả đầu không lẫn đi đâu được. Nhưng đừng nhận với loài này nhé, chúng không thân thiện đâu. Gelada chủ yếu sống trên mặt đất và thực phẩm chính trong chế độ ăn của chúng là cỏ mà chúng lượn lặt vào ban ngày. Các nhà khoa học tin rằng Gelada là thành viên còn sót lại của một nhóm sinh vật cổ đại. Nó đã sống cách đây hàng triệu năm trên khoảng không gian rộng lớn từ Nam Phi đến Ấn Độ. Hãy thử tưởng tượng rằng có những người cao to bằng tượng nữ thần tự do đang sống bên cạnh chúng ta đi nào. Nghe giống như phim khoa học viễn tưởng nhỉ? Nhưng trong thế giới động vật, điều này có thật. Loài rùa nhỏ nhất thế giới, rùa đốm, dài không quá 10cm. Tuy vậy, quần đảo Galapagos là nơi sinh sống của loài rùa khổng lồ dài tới 1,5m. Chúng cũng nặng bằng một chiếc xe mô tô thể thao. Con rùa lớn nhất có trọng lượng đáng kinh ngạc lên đến 450kg. Rùa khổng lồ Galapagos sống 100 năm và ngủ 16 tiếng mỗi ngày. Do quá trình trao đổi chất chậm nên loài này có thể không ăn hoặc uống cả năm trời. Hàng triệu năm trước, những con thằn lằn ở Nam Mỹ đã trèo lên một khúc gỗ. Sóng biển đã đưa khúc gỗ ấy đến Thái Bình Dương, rồi loài này đã trôi dạt hàng trăm dặm đến quần đảo Galapagos. Chúng đã phải tiến hóa để thích nghi với các điều kiện mới. Nhiều nhà khoa học tin rằng đây là cách cự đà biển xuất hiện. Những con vật độc đáo ấy trông giống những con rồng nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, chúng ăn thực vật và hoàn toàn vô hại. Cự đà dành phần lớn cuộc đời dưới nước. Để loại bỏ muối biển tích tụ trong cơ thể, những con vật này hắt hơi ra muối đấy. Ách! Chim thiên cầm chỉ sống ở đông nam nước Úc và đảo Tasmania. Cái tên kỳ lạ của loài chim xuất phát từ đuôi của nó. Đuôi chúng trông giống như đàn thiên cầm, một nhạc cụ có dây của người Hy Lạp cổ đại. Chim thiên cầm nổi tiếng với khả năng bắt chước các loài chim khác. Không những thế, loài này còn có thể bắt chước tiếng hét của động vật, tiếng người, tiếng máy cưa xích, tiếng xe hơi và chuông báo cháy, thậm chí là cả tiếng bấm máy ảnh. Khoảng 12 năm trước, một hồ muối đã xuất hiện trên một trong các hòn đảo tại Palau. Ngày nay nó có tên là Hồ Sứa. Hồ chứa có diện tích 460 x 160 m này là nơi cư trú của 5 triệu con sứa vàng. Sinh vật độc đáo ấy bơi đến bờ tây của hồ vào mỗi buổi sáng. Tại đây, sứa chờ mặt trời mọc, sau đó chúng di chuyển theo ánh mặt trời cả ngày.
tàu sống trong mô của sứa và cung cấp năng lượng cho sứa. Loại tàu này không thể sống nếu thiếu đi ánh nắng.